Xin chào anh chị nhà đầu tư mình ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán RMC Finance Thì như thương lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch đáo hàng phái sinh ngày hôm nay, nhìn chung là một cái phiên giao hàng phái sinh trôi qua tương đối êm đềm và cái vấn đề này em cũng có đề cập với chị mình trong những cái video vừa qua là khi mà cái thị trường của chúng ta trong một cái trend giao dịch vừa qua của thị trường á là chủ đạo là một cái trend tăng, đúng không ạ? Đấy nó là cái vị thế của những cái tổ chức người ta cầm nắm là đa phần là những cái vị thế long. Và để mà tắt đón được những cái vị thế long như thế này thì mình thấy là đa phần chỉ số của chúng ta nó sẽ được giữ nhịp đúng không ạ giữ nhịp về những cái ngày cái ngày gần với những cái yếu tố gọi là cái ngày đáo hàng đúng không ạ và ngày hôm nay có một cái tín hiệu nó còn tích cực hơn nữa chính là cái việc mà những cái lượng hàng của cái viên mở biên này về đúng ạ à, nó có yếu tố nó hấp thụ hết và nó tạo ra một cái phiên đóng cửa xanh điểm và gọi là một cái trong một cái cơn sóng vừa qua thì cái phiên đóng cửa này là một cái phiên có mức giá đóng cửa cao nhất đúng không à, ạ thì đây chính là một cái xu hướng tăng tiếp diễn và bắt đầu những cái dòng tiền nó có những cái yếu tố nó len lõi và nó mồi trai ha thì à, tiếp theo chính là một cái vấn đề nữa chính là cái việc mà chị mình thấy là cái dòng tiền trong cái khoảng thời gian vừa qua là đa phần nó sẽ gọi là nó sẽ lung phiên ở những cái nhóm ngành á thì chị mình thấy nhịp đầu tiên á là nhóm ngành ngân hàng đúng ạ và khi ngân hàng bắt đầu nó đạt được những cái trạng thái nó chuẩn biên thì bắt đầu dòng tiền nó không rút ra cái khỏi thị trường mà có nghĩa là cái xung lực dòng tiền nó vẫn quyết liệt để mà nó đổ bộ vào cái yếu tố thị trường thì nó đổ bộ vào tiếp tục những cái mã cổ phiếu những cái nhóm ngành mang tính chất mid cap mà đại diện ở đây là ba cái nhóm ngành là anh chị mình thấy là đầu tiên ngày hôm trước là mà cổ phiếu của nhóm ngành thép nam kim đi lên đúng không ạ và ngày hôm nay anh chị mình thấy là nam kim là cái lượng hàng của nam kim về và anh chị mình thấy nó vẫn chấp nhận nó hấp thụ tiếp đúng không ạ có nghĩa là cái lực cầu dễ cao nó vẫn chấp nhận nó vào đúng không để mà nó đẩy cho một cái xu hướng mới đối với mảng cổ phiếu nam kim này ha à, có nghĩa là nó sẽ có một cái con tín hiệu của nhóm ngành thép là con nam kim cái con gọi là của nhóm ngành chứng khoán đó là mã cổ phiếu của bsi đúng ạ, sau như khi mà cổ phiếu nó tạo nền khi sau khi cổ phiếu nó có yếu tố dòng tiền vào thì chị mình thấy này bắt đầu nó tạo ra một cái xu hướng mới đúng không nó kéo theo những cái trạng thái tâm lý cũng như là những cái dòng tiền nó quay trở lại đối với những cái nhóm ngành mít cap này ha à, và ngày hôm nay chị mình thấy là tiếp theo đó là chính là nhóm ngành bất động sản đúng ạ? Bất động sản đại diện của nó là con mã cổ phiếu của Nam Long, đúng ạ? Sau những yếu tố rung dũ này kiệt thanh khoản, đúng không ạ? Dòng tiền mò trà vào tạo ra những cái phiên rắc định đi lên, đúng ạ? Có nghĩa là cái những cái xu hướng tích lũy này của cổ phiếu này nó tạo ra một cái bước đà để cho cổ phiếu tạo hình thành nên một cái giai đoạn bước thoát đi lên, đúng ạ? Có nghĩa là cái dòng tiền nó liên tục nó len lỏi và nó mang tính chất nó sao gì? Nó mang một cái tính chất của là nó luân phiên, đúng không ạ? Và nó ra những cái dấu hiệu cho thấy là những cái nhóm ngành mít cáp nó đang thu hút tiền gọi là thu hút tiền cho một cái nhịp sóng mới của thị trường của chúng ta đúng không ạ và cái dòng tiền từ những cái nhóm ngành ngân hàng nó chuyển biên đi chẳng hạn thì nó không rút ra mà sao chị và nó vẫn tiếp tục nó đổ bộ vào những cái nhóm ngành khác mà trong đó là đại diện chính là những cái mà cổ phiếu midcap là ba cái nhóm ngành chính này ha đấy thì đây chính là những cái trạng thái mình giá là nó tích cực ha và cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay đi chẳng hạn nó giao dịch với một yếu tố thanh khoản thì nó ở một cái mức độ thấp thì đây chính là một cái vùng gọi là cái vùng tạo ra được một cái điểm nhấn đúng không ạ? Có nghĩa là cổ phiếu test đỉnh này, nhưng mà cái lượng cung hàng gần như nó không có tung ra nhiều, đúng không à, ạ? Và nó vẫn tạo ra được một cái xu thế tăng tiếp diễn đi lên, đúng không à, ạ? Là cái thứ nhất, cái thứ hai là thanh còn nó không nhiều á, nên là nó dẫn đến một cái tình trạng là dòng tiền nó sẽ phân bổ từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp, đúng không à, ạ? Từng viên, từng viên, từng viên, phiên trước là thép, phiên sau chứng khoán, đúng không à, ạ? Phiên sau là tới phiên này là nhóm ngành bất động sản, chứ chưa nó chưa có được một cái phiên đồng thuận bứt phá đi lên. Và để mà tạo ra được một cái phiên đồng thuận bước phá đi lên như thế thì đòi hỏi cái mức độ thanh khoản nó phải có yếu tố cao hơn, khoảng hai mươi tỷ thì em đánh giá nó sẽ thành công. À, tuy nhiên là khi mà cái nếu mà cái cái trường hợp đặt mình vào một cái trường hợp á mà cái khi mà thị trường chúng ta bước phá đi lên á thì nó sẽ hướng đến tiếp theo là vùng 1200. Đúng không ạ? Và khi như thế thì nó sẽ làm cho những anh chị nào gọi là mình gọi là mình không nhận diện được cái cơn sóng á thì mình sẽ bỏ lỡ tiếp tục giống như cái cách mà anh chị mình bỏ lỡ nhóm ngành ngân hàng trong giai đoạn này đúng không? có nghĩa là thị trường cứ tăng tăng trong nghi ngờ nhưng mà khi mà anh chị mình nhìn lại là thấy chỉ số của chúng ta đã đã tăng rất là mạnh rồi, đúng không ạ? và những cái dòng là mà nó mang lại hiệu quả rất là cao rồi, đúng không ạ? đấy nên là trong những cái giai đoạn rung lắc như thế này đấy mới là những cái giai đoạn để cơ hội của anh chị mình để mà anh chị mình đón những cái nhịp gọi là cái nhịp luân phiên của dòng tiền và những cái nhịp sao anh chị cái nhịp gọi là cái dòng gọi là cái dòng đại diện mới nó thay thế đấy và em có thể em đánh nói với anh chị mình đó có thể nó sẽ không nằm đỡ một dòng mà nó có thể nó sẽ nằm từ hai đến ba dòng tại vì sao tại vì xung lực dòng tiền nó vẫn còn đang rất là khỏe đấy chị nó có một cái dòng nó mang tính chất sao điểm mà nó làm mang tính chất trụ cột xương sống này giống như dòng ngân hàng đúng không nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng không có nghĩa là cái biên cái biên tăng của nó nó bắt đầu nó chững chững lại thôi nhưng mà bản chất sao gì bản chất xu thế nó vẫn là những cái xu thế trung hạn tăng đúng không mbb này chẳng hạn đúng không nó vẫn đóng cửa xanh điểm và anh chị mình thấy là gần như là trong một cái cơn sóng đi lên của cổ phiếu này nó chỉ xuất hiện hai cái phiên đỏ điểm đúng ạ là duy nhất đó anh chị còn cầm nắm những cái con này là gần như là cổ phiếu nó xanh cổ phiếu nó tăng giá đúng không ạ cái những cái dòng tiền này là những cái dòng tiền của chu kỳ là anh chị là những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu nó làm ra một cái tiền để làm ra được cái nền vững chắc cho cái cơn sóng của thị trường của chúng ta để mà nó thu hút về mặt dòng tiền cũng như là tạo ra được những cái điểm kích thích ha đấy nên là vì vậy mà những cái giai đoạn mà như thế này này anh chị những cái giai đoạn mà gọi là điều chỉnh những cái đoạn rung lắc những cái giai đoạn mà thanh con thấp như này đấy sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị bình nhận diện tiếp tục đúng không ạ chứ còn bạn chắc nếu mà nó bật tăng đi lên đi chẳng hạn thì gọi là sao vậy thì anh chị mình lại bị nhỏ sóng đấy nên là nhà đầu tư mình phải cần có yếu tố nhận diện sớm sớm trước khi thị trường chúng ta bước phá đi lên trước khi các cổ phiếu nó bước phá đi lên ha thì nó là những yếu tố nó phù hợp ha đấy thì uh, đấy là cái vấn đề của thị trường của chúng ta và anh chị mình thấy là thị trường của chúng ta nó vào sóng á, thì thị trường tăng lên gọi là những cái lượng hàng hấp thụ tốt nên là dòng tiền nó kích hoạt đúng rồi nó cứ kích hoạt nó vào xong mới lúc đó anh chị mình lại gọi là mình lại bỏ lỡ nữa đấy mình lại mình không mua được đúng không ạ thì trong cái phiên sáng nay em cũng có đi qua một cái bài về mình nhận định là chào chị buổi sáng lên chị thì phiên này đã hoàn đúng không ạ trên long cả tháng vừa qua nên là khả năng nó sẽ tiếp tục nó giữ nhiệm để mà phục vụ cái việc tất toán các vị thế thì khối ngoại đảo long từ f 1 sang f 2 cho tới cái sự gọi là cái sự tiếp tục kỳ vọng về một cái xu hướng tăng của thị trường thì chị mình thấy là ngày hôm nay khối ngoại ngày hôm qua khối ngoại cũng đã đảo long rồi đúng không ạ ngày hôm nay khối ngoại tiếp tục người ta đảo đảo long tự nhiên người ta à, gọi là tất toán cái vị thế của f 1 này chị của cái tháng 1 đúng không ạ để mà người ta quay trở lại người ta long trở lại ở những cái hợp đồng f 2 đúng rồi, là cái, trong cái tháng 2 đúng không ạ đấy nên là những cái việc này á, là khối ngoại người ta chỉ là đảo long thôi đây là những cái thao tác nghiệp vụ anh chị có nghĩa là ngày hôm nay là trước sau gì cũng tất toán đúng không ạ nhưng mà sao gì nhưng mà người ta có những cái yếu tố đảo sang những cái vị thế tháng 2 như thế nó cho thấy là cái sự kỳ vọng trong tháng mới của cái khối ngoại này người ta vẫn kỳ vọng là thị trường của chúng ta nó vẫn trong một cái trên lên ha đấy thì hiện tại này cái thị trường của chúng ta thành còn thấp nên là cơ bản nó sẽ đi ngang đúng không ạ tín hiệu nhóm ngành bất cáp thu hút được dòng tiền giống như là thép này trứng này bất động sản này là những cái nhóm ngành đại diện nó thể hiện cho một cái thị trường của chúng ta nó ổn đúng không ạ nhưng mà nó chưa đủ mạnh để mà anh chị mình gọi là phải mua những cái nếp lúc mà kiểu là ở những cái nhịp bùng nổ đấy nên là một á, là mua tại nền hai vừa mới xuất phát đi lên hoặc là anh chị mình canh những cái điểm test lại ha thì thị trường nó sẽ thể hiện cái điều kiện đánh và cái quyết định xu hướng trong hai phiên tới với đại diện các nhóm mình mới cám nên như vậy thì dòng thép năm kim nó vượt đỉnh rồi họ sẽ họ phát thì mở biên đồng thuận theo thì chiều nay lượng hàng mở biên về nếu mà lực cầu hấp thụ chấp nhận đánh gọi là ở một cái mức giá cao á, thì nó sẽ vào xu hướng mới và trở thành những cái nhóm đại diện cho một cái nhịp tăng mới của thị trường còn với cái dòng chứng khoán thì tín hiệu từ mạng cổ phiếu của bsi vượt đỉnh đúng không các mạng cổ phiếu chứng phía sau này giống như là fts giống như là ssi thì dũ xong hướng lên phú định lại phiên trung dụng trước đó là khá là tốt yếu tố hạ nhiệt cuối phiên nên là trường hợp tăng bù trở lại trong hai phiên tới đó. nó sẽ cho thấy dòng tiền quyết liệt và nó sẽ cũng sẽ tạo ra một cái nhịp mới luôn đúng không có nghĩa là đây là các cổ phiếu nó đang giữ được những cái thế đánh đúng không ạ gọi là những cái cổ phiếu nó sẵn sàng để mà nó thu hút được những cái yếu tố về mặt dòng tiền Đấy nên là khi mà nó tăng á Khi mà nó vào một cái nhịp thị trường của chúng ta vào một cái nhịp mới á Thì em có đánh giá với anh chị mình á Có thể nó sẽ không đến từ một cái dòng đâu Có thể nó sẽ từ 2 đến 3 dòng ha. À. Hay là tiếp theo là dòng bất động sản Novaland ngày hôm qua phản ứng tin tức Nên là ảnh hưởng tâm lý nhóm này Nhưng mà thanh khoản không bung này chị Giữ được mười 16 Đúng không ạ Dòng này cơ bản thì ngưỡng lực bán nó đang cạn dần về, về lại biên dưới Nên là chỉ cần một cái lực cầu đẩy nhẹ Thì cổ phiếu rất là dễ nó hồi phục Thì chị, mình thấy này Thì em vẫn chú ý bốn mạng cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản thôi Đấy, cái mã cổ phiếu này đích là đất xanh này nam long và mã cổ phiếu của bdr thì ngày hôm nay nam long nó chính thức nó bước thoát đúng không anh chị mình thấy là ngày hôm qua đi chẳng hạn con mã cổ phiếu của novaland là con mà nó gọi là xuất hiện những yếu tố tin tức nhưng mà cái yếu tố volume không buông này chị một giá 16 nó giữ được ngày hôm nay càng kiệt thanh khoản thì cái việc mà chỉ cần một cái lực cầu nó nhích nhẹ thôi hay là cái tâm lý thị trường của chúng ta nó được cởi bỏ thôi đúng không ạ thì những con này nó rất là dễ nó hồi phục đúng không ạ và những cái con này nó hồi phục á thì nó sẽ làm cho cái xu hướng của thì gọi là cái tâm lý của cái nhóm ngành nó nó tốt đúng không ạ ngày hôm nay này anh chị mình thấy này nam long cũng bắt đầu nó bước thoát đúng không ạ bước thoát con bộ những cái vùng đỉnh đỉnh trước tạo ra một cái điểm buy hương lên đúng không ạ dòng tiền vào cực kỳ tốt ha à, để mà nó đẩy cho một cái xu hướng ngành đi lên Đấy, còn những con như con đít con đất xanh này anh chị về bên dưới đúng không ạ về test hỗ trợ thanh còn thấp cổ phiếu hồi phục đi lên đúng không hay là đắt xanh tương tự đúng không về bên dưới thanh còn thấp này đấy hồi phục đi lên trước mắt ngày 20 đúng không ạ đấy còn riêng đối với cái nhóm ngành ngân hàng thì sống chu kỳ á thì sau một cái cái quá trình tăng giá đấy thì thì khả năng nó sẽ có những cái biến động nó chừng lại tái tích lũy đúng không ạ chu kỳ tăng nó vẫn chưa kết thúc và trong cái lúc mà cái nhóm ngành này nó trở lại thì cái dòng tiền nó có tín hiệu luân chuyển sang những cái nhóm ngành mít cáp tương đối tốt đúng là tạo ra những cái dòng thay thế đại diện cho mọi cái nhịp tăng thì cái thị trường của chúng ta nó sẽ bền và cái cung gọi là cái việc mà củng cố xu hướng của thị trường nó sẽ tốt hơn ha à, đấy về cơ bản này những cái lượng hàng của mình á thì mình cứ nắm giữ đúng không phong bố tỷ trọng tiếp tục cho những cái nhóm có khả năng nó dẫn dắt cho một cái nhịp mới khi mà có tín hiệu ổn định trở lại nên đáo hàng phải sinh này nên là yếu tố rung lắc điều tiết nhiều nó cái chỉ số nó sẽ từ 14 giờ với những cái nhóm ngành trụ thì nó sẽ khó lường chỉ cần cái dòng tiền nó gọi là chỉ cần nó có dòng tiền đó, thì gọi là có một cái dòng nó giữ tiền đó, thì thị trường của chúng ta nó sẽ ổn ha thì em đánh giá với anh chị mình sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay của thị trường á là cái cơ bản là thị trường của chúng ta bao nhiêu cái lượng hàng này nó đều hấp thụ hết thì đây chính là một cái trạng thái tích cực tích cực và vẫn hướng đến cái target vùng 1.200 cho một cái nhịp sóng đánh này ha và cái gọi là cái dòng mà em kỳ vọng nó sẽ là những cái dòng nó đại diện thì nó sẽ nằm trong một cái gọi là những cái nhóm ngành đất cáp đúng không ạ đấy chứng khoán nè bất động sản này hay là thép này, đấy là ba cái dòng mà nó đang có những cái tiên hướng dòng tiền lực, được luân chuyển qua ha. Đấy thì đấy là cái vấn đề của thị trường của chúng ta. Nên là vì vậy mà những cái nhịp mà điều chỉnh rung lắc, những cái nhịp mà sao chị Rung lắc test lại hay là rung lắc thành công thấp như thế này này thì đó chính là những cái cơ hội để cho anh chị mình chọn lọc. Đúng rồi, mình chọn lọc những cái con cổ phiếu mạnh nó sẽ bước tốt trước so với thị trường. Đúng không ạ? Anh chị mình thấy rõ ràng là những lúc mà thị trường chung của chúng ta nó ổn định thôi thì những con mạnh là những con nó bước tốt trước. Đúng ạ? Đấy, à, Nam Kim này, Đấy, hay là những con BSI này là những con đã bước tốc trước này vậy, hay là Nam Long này là những con đã bước tốc trước, đúng không? Nó báo hiệu cho cái dòng của nó, báo hiệu thứ nhất đó, là báo hiệu cho cái thị trường của chúng ta nó ổn, đúng không? Cái báo hiệu thứ hai đó, là báo hiệu cho cái dòng của nó, nó có khả năng nó dẫn sóng, đúng không? Anh chị mình thấy lúc mà cái thị trường của chúng ta này, nó nó gọi là nó nó đang rung lắc, đúng không? Nó đang trong một cái nhịp điều chỉnh, thì những cái con mà con mà có dòng tiền, những con đã đổ bộ dòng tiền trước, đó là những cái con nó tạo tín hiệu, đúng không? Anh chị thấy là lúc mà thị trường chung của chúng ta điều chỉnh, đúng không thị trường chung chúng ta điều chỉnh ra cái này đúng không ạ thì con này VCI nó có dòng tiền trước đúng không nó báo hiệu cho lúc á là cổ phiếu này cái thị trường của chúng ta nó sẽ dằn ổn đúng không là cái thứ nhất cái thứ hai là cái dòng của nó có khả năng nhận dắt có khả năng thu hút được dòng tiền thì chị mình thấy chỉ cần thị trường chung chúng ta ổn định này, thì những con này bước thoát đi lên đúng không ạ kết thúc nhịp điều chỉnh này chị Đấy, sau điều chỉnh này cổ phiếu bước thoát là những cái con này là con lên trước đúng rồi, là những con leader là những con đã tạo tín hiệu đúng không đấy nên là cái thị trường hiện tại bây giờ nó đều có rất là nhiều những cái nhóm ngành nó tạo tín hiệu như thế và nó mang một cái tính chất những cái nhóm ngành nó liên tục nó lung phiền ha à, đấy nên là cơn sóng này em vẫn đánh giá với chị mình là những cái cơn sóng nó mang tính chất nó lung phiền và nó mang một cái tính chất nó đồng thuận có nghĩa là hết dòng này kéo tới nhóm ngành khác tới nhóm ngành khác tới nhóm ngành khác lưu ý ha đấy nên là trong những cái trạng thái như này đó là những cái lúc mà những cái cổ phiếu mạnh nó vẫn còn ở những cái mức giá, hấp dẫn hay là nó vừa mới bước tốt đi lên thì đấy chính là những cái cơ hội để cho chị mình chọn lọc mình gọi là mình mình lấy những cái vị thế, đúng không ạ? để mà chi nhỉ để mà khi mà thị trường bước tốt lên á, những con mạnh nó lên trước âm ầm, ầm rồi, đúng không ạ? để mà lúc đó anh chị mình rất là khó mua, gọi là những cái sự tăng giá bảo rồi. Còn những cái con mà cho anh chị mình mua là những con nó sẽ chậm lưu ý về cái nhịp này ha đó là cái nhịp mà gọi là nhìn chung là cơ bản thị trường tăng thì con nào nó không tăng anh chị quan trọng nhất là năng lượng, năng lượng và cổ phiếu nào là cổ phiếu nó tối ưu đấy thì những cái cái việc mà em cũng có đề cập với anh chị mình trong những cái phần vừa qua ha rồi tiếp theo đây mình sẽ đi qua mình phân tích về từng cái cổ phiếu từng cái đặc tính của từng cái dòng cũng như là một vài cái bài cổ phiếu mà ngày hôm nay em quan sát được nó mang tính chất gọi là riêng rẽ riêng lẻ để mà anh chị mình có thể chú ý tới cho những cái nhịp đánh gọi là đánh về mặt gọi là đánh về mặt những cái dòng đại diện đánh những cái dòng dẫn dắt đúng không hoặc là những cái đánh theo những cái trạng thái tươi cộng thì ngày hôm nay sẽ cập nhật với anh chị mình để mà ngày mai anh chị mình có thể mình chú ý mình theo dõi ha. đây nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em, anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư, phù hợp với những cái góc nhìn đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên ha. Rồi đầu tiên mình nói, nói về cái nhóm ngành bất động sản. Đúng không? Bất động sản giống như là con nam lòng đúng không long là chị mình thấy là sau những cái đoạn mò chạy dòng tiền này cổ phiếu bùng nổ nhưng mà sao chị lúc đó là ngân hàng nó thuốc dòng tiền nhiều quá đúng không nên là cổ phiếu khi mà bùng nổ gặp kháng cự thì nó có một cái điểm dẫu điểm dẫu này kia thanh còn này ngày hôm trước dòng tiền mò dài đúng không ngày hôm nay dòng tiền bùng nổ tạo ra một cái điểm buy đúng không ạ là sau những cái điểm buy này cổ phiếu nó có test lại vùng giá ba mươi tám năm nó sẽ là những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu a à, đó là canh những cái điểm test lại rung lắc thanh khoản thấp thì chị mình có thể lưu ý được ha à, chúng không cần phải đua giá trong cái phiên ngày hôm nay nhưng mà phải canh những cái điểm gọi là cái thời điểm rung lắc trở lại này thì đó chính là những con đã tạo tín hiệu ha à, để thì trước mắt có một cái điểm bài vót cái vùng bài vót tiếp theo á là vùng giá 40 đó là cái vùng nếu mà bước top bài vót bước top 40 á là cổ phiếu nó sẽ vào sóng cổ phiếu nó sẽ vào nhịp tiếp tục ha đó tại vì cái nền của cổ phiếu này em đánh giá là tương đối tốt ha Thì nó sẽ dẫn dắt những cái con khác nó đi lên giống như là con DG đúng không đây gọi là những cái con nó cũng có thể đánh đúng không ạ bắt đầu xem gì cái 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 yếu tố chu kỳ cổ phiếu này nó vẫn duy trì anh chị mình nhìn qua một cái chu kỳ sóng dài á thì chị mình thấy đây là nhịp chạy đà đây là cái gì sao gì sai quay hấp tái tích lũy đi lên đúng không ạ thanh còn bắt đầu nó càng kiệt dần đây chính là những cái trạng thái tốt sau những cái điểm rung vũ này thanh còn càng kiệt đấy chính là một cái yếu tố tốt đúng không ạ anh chị mình thấy là cái phiên này là cái phiên sao gì thanh còn lớn nhưng mà bắt đầu nó có yếu tố phụ định lại bắt phụ định lại từ cái cây này này anh chị lại đã phụ định lại rồi có nghĩa là bao nhiêu cái lượng hàng này nó hấp thụ nó đánh hết đúng không những cái lượng nhà, nhà tư bán hoang loạn ra nó được hấp thụ hết và vẫn đóng cửa mức giá cao có nghĩa là những nhà đầu tư nào bán ra cái này phải ép trở lại mua trở lại những cái vùng giá cao thì đây chính là một cái mục đích chính của cái việc mà nó đã rung dũng như thế và anh chị mình thấy là sau cái phiên rung dũng này lượng cung không còn nhiều nữa thì đó chính là một cái trạng thái tốt ha đó nên là nó chỉ thiếu đi một cái điểm kích hoạt vườn giá 28 cổ phiếu vào sóng đó nên là những canh những con này mà rung lắc rung lắc thành công thấp thấp á, thì đây anh chị mình có thể mình canh vào ha là tiếp theo mà cổ phiếu của đắc xanh tương tự đúng không? Thanh còn thấp như này rất khả năng hồi phục rất là cao để về bên dưới hỗ trợ như thế này mà chỉ mình còn bán nữa thì thôi cũng rất là khó ha và mình đánh giá những cái phiên như thế này này là nhiều nhà tư lại ban đi bán những cái con mít cáp để mà mua ngân hàng đã ngân hàng bắt đầu chuẩn lại thì mít cáp nó hồi phục đúng không đấy thì anh chị mình thấy thanh còn thấp này khả năng trước mắt về lại 20 mươi đấy bước có 20 cổ phiếu vào nhịp và những cái đồ tích lợi như này kiểu gì cũng có sống anh gì Nói đầu tư lợi như này kiểu gì cũng có sống à đảm bảo với anh chị mình đúng không à? ạ đấy nên là cái quan trọng là chị mình có kiên nhẫn để mà nắm tới cái thời điểm nó có sống hay không hoặc là khi mà nó có sống á là có mặt anh chị mình ở đó hay không lưu ý ha à? đấy nên là những con này á mà thanh con thấp thấp thì cứ canh chị mình vào ha đấy đây là tiếp theo mà cổ phiếu của BDR tương tự đúng không à? ạ nó có một cái điểm hướng lên rồi này anh chị Nói thanh con thấp này về là biên dưới thanh con thấp đúng không ạ cái nền tích lũy này cái điểm bay vót cổ phiếu nhà hai chín đấy bước thoát hai chín là cổ phiếu vào sóng ngay đánh là canh những cái cái nền cái khi mà cái vùng giá thấp thấp như thế này nè đấy rung lắc mà xanh còn thấp thấp á thì chỉ mình có thể mình canh mình vào đúng không ạ bước thoát hai chín cổ phiếu vào sóng đó là những cái mã cổ phiếu gọi là bốn cái mã cổ phiếu mà em hướng đến với anh chị mình cho cái nhóm ngành bất động sản ha à, rồi tiếp theo có nhóm ngành thép anh chị mình thấy Nam kim Nam kim là con nó nổi trội lại con nó gọi là mang tính chất leader đúng không ạ đấy nên là hoặc là anh chị mình gọi là gọi là mua từ giai đoạn xuất phát này là canh những điểm tách lại này thanh con thấp là cứ canh vào ha à, nhìn chung là em nói cái con này nó khỏe đúng không con này nó sẽ là con nhận dắt ha còn tiếp theo những con giống như là hoa sen đi tên chẳng hạn bùng nổ lên gặp kháng cự đúng không gặp kháng cự gọi là cái điểm 3 vấp vùng dưới 23 đúng không? cái điểm 23 này á là khi mà anh chị mình thấy là cổ phiếu ngày hôm nay nó được hấp thụ tốt đó anh chị cái lượng cung nó tung ra nhiều nhưng mà cơ bản nó được hấp thụ, đúng không? nó không có yếu tố gọi là nó có yếu tố đỡ cung trong phiếu, đúng không? khi mà bùng nổ lên gặp kháng cự thì những cái lượng cung hàng vùng kẹp bên trên này thì người ta sẽ bán ra thì nó đòi thì thì nó phải có yếu tố hấp thụ như thế này, đúng không? trường hợp những cái phiên tiếp theo bắt đầu thành còn thấp á thì khả năng bước thoát 23 vào sống rất là cao, đấy nên là những cái điểm test đo lại Đó chính là những cái thời điểm anh chị mình can anh chị mình lấy vì thế, đúng không? bước thoát 23 anh chị mình đánh gia tăng, hay à, còn đối với cái việc mà anh chị mình đánh uh, hòa phát đi chẳng hạn, anh chị mình thấy là thanh cũng thanh con thấp nên chị đấy còn là lượng hàng mở biên về nó hấp thụ hết đấy nó đây chính là một cái đặc tính tốt đấy nó là nếu ưa thích hòa phát thì còn có thể canh những cái điểm thanh gì thanh còn thấp như này anh chị mình lấy vào ha bước thoát 28.2 là cổ phiếu như anh chị bước vào xu hướng mới ha rồi tiếp theo qua cái dòng, dòng 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 chứng khoán dòng chứng khoán thì em chỉ tập trung vào cổ phiếu của SI à, tại vì cổ phiếu này nó đạt còn là nó nó đáp ứng được cái số đông đúng không ạ xu hướng nó vẫn tăng này anh chị ngày hôm nay có yếu tố tăng bù đúng không ạ mức độ tăng không cao nhưng mà cơ bản sau vậy cổ phiếu siết chặt biên độ và thanh còn thấp đúng không ạ lượng cung hàng bắt đầu nó nó gọi là như sau những cái phiên rùng này là lượng cung hàng bắt đầu nó càng kiệt thì đây chính là những cái điều kiện tốt đúng không ạ thì chỉ cần phiên ngày mai nó tăng bù gọi là bứt tốc giá 34 thôi thì em đánh giá những con này nó sẽ vào sóng đấy nó là những cái vùng thấp thấp như này là, là những vùng anh chị mình có thể mình cắt anh chị mình vào đúng không ạ còn những cái con mà nó mang tín hiệu giống như là fts rồi đi chẳng hạn ngày hôm nay cũng có tăng bù đúng không ạ xong cổ phiếu hướng lên được là một cái em đánh, mà một cái cái phần đầu em đánh giá tương đối tốt ha đấy thì cái hai cái phiên hạ nhiệt này thì có thể nó sẽ rung lắc trong khoảng thời gian tới nó rung lắc mà thành còn thấp là ok ha đấy, nếu mà ưa thích trứng con nhỏ thì có thể chú ý những con FTS này à, còn biết ai đã để bước thấp rồi ha à, còn những con khác như, như là CTS này Nói bắt đầu nó thanh còn thấp này đấy, ngày mai cái lượng hàng buôn về mà chấp nhận hấp thụ tiếp đánh tăng bùng tiếp tục đó, thì nó sẽ tạo ra một cái xu hướng mới đấy nên là có thể chú ý những con này cho cái phiên ngày mai này chị đã còn những cái con chứng con khác giống như là VCI cũng tương tự đã thành còn thấp thấp rồi càng càng chiến công cung à. những con này chỉ cần bước thoát nhẹ 44 cổ phiếu vào sóng ha. Sau phiên dụ này, đây là những cái điểm dụ của cổ phiếu này. Sau phiên dụ thứ nhất là thanh còn nó không có bung lên. Đúng không? Cái thứ hai là dòng tiền nó vào nó đánh phủ định thì đây chính là một cái trạng thái vận động tốt ha. Đó, vẫn kỳ vọng cho những cái con này nó vẫn sẽ là những con nó mà tính chắc bộ trợ đi lên ha, giống như VND đây tương tự này, thanh còn thấp rồi, bước thoát 23 là cổ phiếu vào sóng nhưng mà để mà cái thế đánh thì mình đánh giá FI là một cái thế đánh gọi là thuộc dạng chứng khoán lớn mà nó có một cái thế đánh nó tốt nhất nó giữ được một cái thế đánh này ngày hôm nay cái yếu tố gọi là biên độ siết chặt này thanh còn thấp này là đây chính là những cái điều kiện tốt để mà cái dòng tiền nó luôn chuyển qua ha cái FA này rồi tiếp theo dòng ngân hàng ngân hàng thì đa phần nó qua đi mua đúng không ạ nó qua đi mua rồi chị đó, giống như BIDV bây giờ có hàng cầm nắm thôi chứ còn bạn dắt lên trên này mua gì nữa có nghĩa là cổ phiếu này em đánh giá với anh chị mình đó là chu kỳ trung hạn nó vẫn còn đúng không nhưng mà điểm mua về mặt trên này á, làm đánh giá nó không có nữa hai nó là anh chị nào có hàng á, mình cứ tiếp tục mình cầm nắm không vấn đi gì cả à, theo MBB này bây giờ em vẫn đang cầm nắm em đâu có bán ra con nào đâu anh chị đánh là, là anh chị mình thấy là xu hướng nó vẫn tăng đấy vẫn xanh xanh liên tục như thế này mà vấn đề gì đâu dòng tiền nó vẫn dồi dào dòng tiền nó vẫn dồi dào như thế này á là xu hướng của trung hạn luôn đó chị đấy là có hàng cứ nắm à, còn những cái con CTG tương tự này anh chị đây là những con nó mạnh nhất rồi đó nhưng mà đa phần nó sẽ có một cái biên trận. Biên trận này không phải vấn đề đối với những nhà đầu tư mình cầm nắm trung hạn ha. Cái mình cầm nắm những cái vị thế thấp á thì những yếu tố trung hạn mà nó đi trận trận lại hay là tác chỉnh lại á, thì chỉ mình nên bỏ qua. đã mới đánh nhịp một thì kiểu gì nó sẽ ít nhất nó sẽ có những cái đánh nhịp hai. Lưu ý ha. Đấy nên là còn thời điểm này thì nó chưa có điểm vào để mà đánh nhịp hai đâu anh chị. Đó, nên là những cái lượng hàng có sẵn anh chị mình có hàng cứ nắm giữ ha hay là tiếp theo mà cổ phiếu của STB đi chẳng hạn. Đấy cái nền của nó nè Đấy nền của nó bắt đầu nó giữ này. đó chỉ cần dao động siết chặt thành con thấp thôi thì nó sẽ xuất hiện những cái điểm mua tiếp theo nữa. Đó nên là những con này có hàng cửa năm nhiều bình thường ha còn nếu mà ngân hàng mà còn để mua á, thì đánh giá là con vi banh này nó nó siết chặt biên độ này thanh còn thấp này đúng không ạ thì nếu mà chị mình ưa thích á, thì có thể chọn vi vi hay nhưng mà vi ban nó sẽ là con nó sẽ chậm của cái ngành đúng không ạ nó chậm của cái ngành nhưng mà những con nó đang ở những cái vùng mềm đánh giá nó mua được ha cái thanh còn thấp tết cung này khả năng vùng nổ rất là cao đấy có thể chọn những cái con này đấy. để cho nếu mà ưa thích quá ngân hàng á, muốn mua quá ngân hàng á, thì đánh giá nó có con này để cho chị mình có thể mình chuối mình còn nhắc ha rồi tiếp thêm một vài cái nhóm ngành khác để em đánh giá những cái khả năng trong những cái phiên ngày mai nó sẽ là những cái tâm điểm. Giống như là đầu tiên là mã cổ phiếu HV của nhóm ngành đầu tư công. Đúng không? Đầu tư công anh chị mình thấy nè, cổ phiếu này sao chị? Sau những yếu tố rung vũ thanh còn lớn, cổ phiếu không lên được thì bắt đầu sẽ chị? Thanh còn thấp dần này. Cái yếu tố hồi phục này. Đúng không? Test cung những này khả năng bùng nổ trước mắt về lại nhẹ 16.5 là rất là cao. Đó nên là cái dòng này em đánh giá khả năng ngày mai bùng nổ rất là cao đó anh chị. HV này hay là VCG này anh chị là cổ phiếu nó bắt đầu sang gì nó phu định lại những cái điểm dụ đấy phu định lại cái điểm dụ này đấy phiên mở biên về hàng về hấp thụ tốt đúng không dòng tiền vẫn vào đấy con này bước thoát hay làm hay làm chấm chấm ba là cổ phiếu nó sẽ vào sóng đấy sau điểm dụ là những cái điểm như này em đánh giá là có thể lưu ý được có nghĩa là điểm mua là sau chỉnh là gọi là cổ phiếu nó xác định là cái nhịp này chỉnh xong đúng rồi sau chỉnh xong như này em đánh giá là cái tìm những cái điểm vào là mua được ha đấy nên là có thể chú ý những cái con như thế này ha còn tiếp theo những cái nhóm ngành giống như là à, bán lẻ mở lưu gờ. đúng không mở ngày hôm nay tương tự như thế đấy cái lượng hàng mở biên về chấp nhận hấp thụ hết dòng tiền nó vẫn vào thì ta ghét những con này hướng đến vùng giá 48 đến giá 50 trước mắt đối với mặt cổ phiếu mập lưu ha còn đối với cái dòng à, à, gọi là cái dòng bán lẻ có đi quân nữa đấy ngày hôm nay kia cung này nó khả năng nổ ngày mai rất là cao nó có thể canh những con này chị mình đánh cho gọi là trong cái nền thì chị mình có thể mình canh mình vào được ha đấy nếu mà ưa thích cái mạng cổ phiếu của đi quân hay là ưa thích nhóm ngành bán lẻ ha bán lẻ thì chỉ có hai mạng cổ phiếu thôi mở lưu với lại đi quân ha còn tiếp theo những cái mạng cổ phiếu mà gọi là riêng lẻ khác có thể chú ý vào ngày mai chính là con KSB đúng không KSB nó có một cái vùng này anh nền một này anh chị nền một này anh chị dòng tiền đổ bộ vào nền hai nó siết chặt biên độ test cung siết gọi là thanh còn thấp như này khả năng bùng nổ trong ngày mai rất là cao đấy, nên là có thể canh những cái con này hay đấy là một vài cái mã cổ phiếu mà anh chị mình có thể chú ý tới trong cái phiên ngày mai cũng như là những cái việc mà em đi nhận định về cái cái phiên giao dịch ngày hôm nay ha thì em kỳ vọng thị trường của chúng ta nó vẫn sẽ là một cái thị trường có sóng đấy nên là anh chị mình cứ tìm kiếm những cái cổ phiếu nào nó có đi mua thì anh chị mình cứ mua đúng rồi, mà mua để chi để mà khi mà thị trường bước thoát lên thì cái việc nó sẽ không bị bỏ rơi gọi là anh chị mình sẽ không bị bỏ rơi là giống như là cái cách mà nhóm ngành ngân hàng đã đánh trong khoảng thời gian vừa qua đúng không ạ đấy nên là cái việc mà mình nhận diện sớm nhận diện cho những cái cổ phiếu mạnh á thì mình sẽ mua được mừng những cái mức giá tốt và khi mà nó bùng nổ lên thì lúc đó mình sẽ có được những cái lợi thế nó an toàn ha à, thì đó là một cái vấn đề mà muốn nhắn gửi với chị mình còn đối với những cái vị thế mà anh chị mình có sẵn từ những cái vùng nền dưới này này anh chị là anh chị mình cũng không cần phải cân đo đong đếm đắn đo giữa những cái việc mà cổ phiếu nó biến động trong ngắn ngàn một hai phần trăm như thế này đâu anh chị đấy nên là mình bỏ qua những yếu tố đó thì ngày hôm qua em cũng có đưa lên cho anh chị mình về một cái video là sao vậy là các sai lầm của nhà đầu tư trong một cái lúc mà thị trường chung của chúng ta có có sống đúng không ạ mà nhà đầu tư mình không kiếm được tiền đấy thì có thể mình xem lại cái video ngày hôm qua đấy để mà anh chị mình biết được là những cái sai lầm đó là gì ha còn cái việc mà thị trường có sống thì em cũng hướng đến với chị mình làm sao để mà mình tìm kiếm được một cái mức lợi nhuận nó tối ưu nhất nói lợi nhuận nó tối ưu nhất bằng cái việc mà đánh vào những cái cái nhóm ngành nó đại diện những cái cổ phiếu nó mang tính chất leader ha thì đấy là một vài cái yếu tố mà muốn nhắn gửi với anh chị mình trong cái video ngày hôm nay thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư phù hợp với những cái góc nhìn đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây kính chào anh chị mình hẹn anh chị mình vào video lần sau